Thưa quý vị và các bạn, trong khi giá cả một số loại nông sản xuống thấp, thì cây dưa leo của hộ ông Trung ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Chương trình Nông nghiệp xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông hôm nay mời quý vị và các bạn đến tham quan mô hình này. Dạ, em chào anh ạ. Em là Duy Phú đến từ Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông. Anh ơi, em tham quan mô hình thì thấy quả dưa của anh rất là đẹp và nhẵn, thì anh chăm sóc cái quả dưa này như thế nào hả anh? Vào đầu mùa mưa là một trong những cái vụ thuận nhất quả trồng dưa leo. Dạ. Lúc đó là khí trời ấm áp, không còn gió, nên là cây dưa là nó rất phát triển, chưa có mưa nhiều. Thì quy trình của gia đình sử dụng là trồng thì phủ màng phủ nông nghiệp, đa số là sử dụng phân là phân hữu cơ, phân trùng, phân chuồng, hoai mục. Và đặc biệt là trong quá trình xử lý sâu và dịch bệnh là đối với cây dưa leo, đó là những cái con côn trùng chích hút như là con ruồi vàng là đối tượng chính để chích hút trái, thì gia đình là sử dụng những cái bả sinh học là bả bằng pheromone, không sử dụng bằng hóa chất, nên là cái dưa leo là thứ nhất là cho được cái độ an toàn cao và không có tàn dư về cái thuốc bảo vệ thực vật. Còn về chế độ phân thì sử dụng là những cái loại dịch phân trùng quế, rồi là những cái loại phân chuồng hoai mục, nên là cái độ tươi mát cũng như là cái độ xanh của cây là rất bền, rất ít sử dụng hóa chất. Cái dưa leo này thì thụ phấn cho nó có khó không anh? Anh dùng biện pháp nào để thụ phấn cho dưa leo đậu quả anh? Cái trồng dưa leo thì thực sự là không khó. Nhưng mà để được một cái vườn dưa mà nó sung, nó nhiều chèo, nhiều tay như thế này và côn trùng nó về để thụ phấn mà nó đậu cao, thì đó là một trong những cái cách chăm sóc của từng nhà vườn. Như nhà vườn mình đây thì dám khẳng định là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nên khi mà tới cái mùa ra hoa là ong và bướm về rất nhiều và thụ phấn rất cao. Còn những vườn khác là họ không sử dụng bả sinh học mà không sử dụng bằng là những cái bả bắt bằng hữu cơ và bằng sinh học đó, thì họ phun hóa chất. Chính vì cái phun hóa chất nên là cái lượng thuốc hóa chất nó rất lớn ở trên vườn. Ong bướm là không thể về, không thụ phấn được. Nên là cái đậu quả cũng như là cái cây mà sử dụng hóa chất đó, nó sẽ bị nóng và cái ngọn nó không bao giờ nó mỡ và nó xanh đi như thế này. Yeah. Còn vườn của mình đây thì mình sử dụng những cái dịch phân trùng quế và phân trùng quế và những cái phân hữu cơ, do đó là cái cây dưa nó rất tốt và cái chèo tay rất nhiều và ong bướm về rất nhiều. Nhưng ong bướm thì nó về đây thì nó chỉ là thụ phấn chứ nó không còn chích hút nữa. Yeah. Còn những con chích hút là như bọ trĩ và ruồi vàng thì mình đã dùng những cái bả mình dụ ra ngoài là mình tiêu diệt. Nên là cái cây dưa của mình, cái sản phẩm của mình là tàn dư thuốc bảo vệ thực vật là không có. Anh có thể chia sẻ cái cách mà để côn trùng nó về thụ phấn thôi mà nó không chích hút cây trồng được không ạ? Mình sử dụng bằng cái bả pheromone. Bả pheromone là một trong những cái bả mà nó tiết ra cái mùi hương để dẫn dụ côn trùng nó đi tới. Và nó sẽ lao vào đó và nó dính và nó chết nằm ở trong đó. Chứ là cái bả đó thì nó tiêu diệt để những cái con mà chuyên chích hút trên cái trái dưa. Còn những cái con côn trùng khác như ong và bướm hoặc là những cái con côn trùng mà để nó về nó thụ phấn cho vườn nhà thì nó lại không ảnh hưởng, không hại. Còn về cái cách bố trí cái bả đó thì ở trong cái vườn nhà, tất cả những cái vườn của bà con khi trồng dưa leo hoặc là tất cả những cái cây mà có thụ phấn như bí bầu, mướp, những cái cây mà có thụ phấn thì ta lên bố trí là ở cái hướng là trên hướng gió. Là một, với thứ hai nữa là để cách xa cái vườn của mình ra khoảng độ 5-7 mét tới 10 mét. Yeah. Và một cái chỗ đặt cái bả đó nó phải có cái bóng mát để cho côn trùng nó ẩn, nó nấp, rồi là nó lao vào để nó chết ở trong đó. Chứ không nên treo bả vào trong giữa tâm vườn. Tại vì khi ta treo bả vào giữa tâm vườn như thế thì nó đã vào giữa vườn của mình. Và trên đường nó đi thì nó đã gây hại tới cây cối hoa màu của mình. Là mình chỉ lên dẫn dụ ở phía ngoài, tiêu diệt ở vòng ngoài. Mật độ đặt bả thì có dày không anh? Khoảng một sào thì anh đặt khoảng bao nhiêu bẫy ạ? Như đây nhà đặt thì nếu mà trên một sào thì đặt khoảng độ 2-3 bả. Còn không có thì mình đặt 1-2 bả thôi. Tại vì cái bả sinh học này, là cái bả này này, nó là một con dao hai lưỡi. Nếu như mình không biết đặt bả thì vô tình là mình lại kéo hết tất cả những con ruồi vàng, những con chích hút ở khu vực lân cận nó bay về. Mà mình diệt không chết được nó là mình chết luôn. Do đó là mình chỉ đặt ở trong cái mức độ nào đó để mà mình xử lý được nó thôi. Dạ. Chứ còn không nên đặt quá nhiều. Tại vì đặt quá nhiều mà mình không diệt được nó, hoặc là cái thuốc mà nó không đủ áp phê, hoặc là mình không thay cái thuốc mới đó, thì vô tình là con dao hai lưỡi nó lại quay ngược lại với mình. Cứ khoảng 7 ngày, 5 ngày tới 7 ngày là mình lại châm thêm bả và thay thêm bả để mình diệt tiếp.
Cái bả này là mình tự chế à anh hay là? À không, cái bả pheromone này thì có thể thì mình mua ở số một số cái cơ sở người ta bán thuốc bảo vệ thực vật, và mình về là mình điều chế lại. Thì nó có hai chai, là một chai dẫn dụ và một chai thuốc, để cho nó liếm vào. Thì khi liếm vào thì nó tê liệt hệ thống thần kinh dây trung ương của nó, là nó không bay được nữa và nó nằm đó là nó bị tê liệt. Vườn dưa leo gia đình anh Trung quy mô khoảng 5 sao, cây trồng chăm sóc theo quy trình hữu cơ, trung bình một sao thu được từ 4 đến 5 tấn quả. Từ khi trồng đến thời điểm thu hoạch kéo dài hơn một tháng. So với các cây trồng khác, dưa leo canh tác tại địa phương khá thuận lợi về thời tiết, chi phí đầu tư thấp. Anh Trung liên kết sản xuất với các vựa thu mua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh, mức giá dao động từ 7 đến 10.000 đồng 1 kg. Anh chăm sóc cái vườn dưa theo quy trình như vậy thì cái chất lượng quả dưa sau khi thu hoạch thì nó như thế nào anh? Thì mình trồng thì xử lý đa số là bằng hệ thống phân lót, là bằng phân chuồng, phân hữu cơ, Dạ. dịch trùng quế. Thì cái cây dưa được chăm sóc là dựa trên cái nền hữu cơ đó thì nó rất sung và trèo tay ra rất nhiều. Trái của nó đặc biệt là nó giòn, ngọt, thơm, có cái vị chưng đặc biệt. Và dưa thì mình chăm sóc bằng phân hữu cơ như vậy á, thì là cái độ bền của nó lâu hơn. Khi mà mình chăm sóc bằng phân hóa học thì cái độ thu quả cây dưa như vậy thì chỉ khoảng độ 20 lứa cho tới 22 lứa là hết. Còn riêng chăm sóc như thế này, cái vườn của nhà có thể lên tới 35 tới 40 lứa, là từ ngày mà bẻ trái bói cho tới ngày tàn thì phải là cỡ 30 mấy 40 ngày. Thì cái năng suất nó sẽ vượt trội hơn và nó cho những cái sản phẩm là rất ngon và giòn, thơm, đặc trưng. Trong thời gian bao lâu thì mình có thể thu hoạch được dưa anh? Nếu như chăm theo cái phương pháp hóa học thì người ta chăm như vậy là khoảng từ cái ngày xuống hạt cho tới ngày mà bẻ trái thì khoảng độ 30 tới 32 ngày. Đó là theo cái phương pháp hóa học, họ sử dụng phân bằng hóa học. Còn vườn mình thì mình chăm bằng cái phương pháp là hữu cơ, bằng phân chuồng nhiều, thì cái độ thu của nó chậm hơn 3 ngày, 2 ngày so với người ta, là khoảng độ 34 tới 35 ngày mới được bẻ trái. Nhưng đổi lại thì cái dàn dưa thì thu nó lâu tàn hơn. Thưa quý vị và các bạn, theo kinh nghiệm của anh Trung thì để dưa leo cho năng suất cao và phát triển ổn định thì ngoài việc chăm sóc theo quy trình hữu cơ sinh học thì phải luân canh cây trồng hợp lý.